Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, hiện nay Đà Nẵng vẫn đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tập trung huy động lực lượng ngăn chặn dịch tiếp tục xâm nhập vào thành phố. Hơn 10 ngày sau khi ghi nhận ca bệnh trú tại kiệt 407 Lê Duẩn, đến nay quận Thanh Khê đã cơ bản kiểm soát được chuỗi lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân này. Không chỉ tập trung cho công tác truy vết xét nghiệm để xử lý ổ dịch tại đây, mà những ngày qua, quận Thanh Khê cũng chú trọng kiểm tra, giám sát các trường hợp từ vùng có dịch về địa bàn. Đến nay, hơn 100 trường hợp đã được can thiệp y tế phù hợp. Triển khai 5 tổ, mỗi tổ 2 người. Qua đó phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, tổ trưởng dân phố tại khu dân cư đến từng nhà dân để điều tra khảo sát dân cư. Những ngày qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, với số ca bệnh tăng cao hàng ngày và ngày càng có thêm nhiều tỉnh thành ghi nhận các ca mắc. Trong bối cảnh đó, Đà Nẵng đã tập trung siết chặt các chốt kiểm dịch cửa ngõ ra vào thành phố. Đồng thời, ở bên trong, cả hệ thống chính trị cũng được huy động. Đặc biệt, các tổ công tác COVID-19 cộng đồng đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, cùng với tay mắt nhân dân, giám sát người về từ vùng có dịch. Những người lạ đến thì phải khai báo liền cho tổ trưởng và tổ phòng dịch. Còn những người mà ở xóm làng đi nơi khác thì chúng tôi cũng kịp thời báo cáo. Còn phát giác ra những cái vấn đề mà sai trái thì cũng kịp thời báo cáo cho phòng dịch. Để ngăn chặn dịch xâm nhập vào Đà Nẵng, thì hiện nay các khu vực có nguy cơ cao cũng đã được các ngành, địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Mới đây, ngay sau khi nhận được thông tin 5 ca mắc COVID-19 tại tỉnh Quảng Ngãi đã đến buôn bán tại cảng cá Thọ Quang, thì địa phương cũng đã nhanh chóng tạm dừng hoạt động khu vực này để truy vết và xét nghiệm. Trực tiếp đi đến cảng cá Thọ Quang để chúng ta có thể cân nhắc hết tất cả các cái hướng và xem thử cái mức độ nguy cơ của cảng cá Thọ Quang đối với thời điểm này để có cái tham vấn giúp cho bên phía địa phương cũng như là cái cảng cá để chúng ta có thể là cần phải đưa ra những cái biện pháp nào. Tuy nhiên cái quan trọng là không được làm ảnh hưởng đến cái vấn đề lưu thông hàng hóa. Tất cả các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, nhà máy, công trình, tổ dân phố khi phát hiện người từ vùng dịch về thì phải báo cáo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái vấn đề này. Đề nghị các quận huyện, các đơn vị là cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề này để cho chúng ta vừa tuyên truyền, nhắc nhở và răn đe đối với những cái trường hợp mà cố tình vi phạm. Nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh trong thành phố, đồng thời siết chặt ngăn chặn mầm bệnh COVID-19 từ bên ngoài có thể xâm nhập và gây ra được bùng phát dịch mới tại Đà Nẵng. Đó là yêu cầu được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố liên tục nhắc nhở với các ngành địa phương trong các cuộc họp giao ban hàng ngày. Cả hệ thống chính trị và mỗi người dân thành phố cần tập trung cao độ, không được lơ là chủ quan, bởi nguy cơ dịch bùng phát vẫn luôn thường trực.